Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi ở đây đối với mỗi bài, thầy giáo luôn khuyên các em là bấm tạm dừng video. Các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Bài tập số 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. 7 giờ bằng bao nhiêu phút? Muốn biết 7 giờ bằng bao nhiêu phút thì trước hết là các em phải nắm được 1 giờ bằng 60 phút. 1 giờ bằng 60 phút, vậy 7 giờ, các em lấy 60 phút gấp lên 7 lần. 60 x 7 bằng 420, tức là 420 phút. 2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Các em được học rồi. 1 thế kỷ bằng 100 năm. 2 thế kỷ thì các em lấy 100 nhân 2, 100 gấp lên 2 lần, 100 nhân 2 bằng 200, 200 năm. 1 phần 10 phút bằng bao nhiêu giây? Ta biết 1 phút bằng 60 giây. 1 phần 10 phút, muốn biết 1 phần 10 phút bằng bao nhiêu giây, thì các em tìm 1 phần 10 của 60 giây. Bằng cách là kem lấy 60 x 1 phần 10. 60 x 1 phần 10 thì bằng 6. 6 giây. Câu B. 4 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút? Trước hết là ta biết 1 giờ bằng 60 phút. 4 giờ thì kem lấy 60 x 4 bằng 240 phút. 240 phút cộng thêm 15 phút bằng 255 phút. 2 phút 45 giây bằng bao nhiêu giây? Ta biết là 1 phút bằng 60 giây. 2 phút kem lấy 60 giây nhân 2. 60 nhân 2 bằng 120 giây. 120 giây cộng thêm 45 giây. 120 cộng thêm 45 bằng 165 giây. 3 phần 10 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút. 3 phần 10 giờ thì các em tìm 3 phần 10 của 60 bằng cách lấy 60 nhân 3 phần 10. Để thuận tiện, ta lấy 60 chia 10 trước bằng 6, sau đó lấy 6 nhân 3 bằng 18. 3 phần 10 giờ bằng 18 phút. Bài tập số 2. Cho các đường thẳng như hình dưới đây. A. Tô màu xanh những cặp đường thẳng song song. Rồi các em biết rồi, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có kéo dài mãi mãi thì chúng cũng không bao giờ cắt nhau. Tô màu xanh những cặp đường thẳng song song. Ta có hai cặp đường thẳng song song. B. Tô màu đỏ những cặp đường thẳng vuông góc. Trước hết là các em dùng Ikea kiểm tra xem những cặp đường thẳng nào vuông góc. Ta có cặp đường thẳng thứ nhất. Cặp đường thẳng thứ hai chúng ta thấy nó không vuông góc. Nhìn qua thì chúng ta tưởng là vuông góc nhưng thực chất không vuông góc. Không vuông góc. Cạnh thứ nhất nó trùng với cạnh góc vuông của Ikea, cạnh thứ hai nó không trùng. Bài tập số 3, các em viết số thích hợp vào chỗ chấm, câu E, có bao nhiêu hình thôi? Các em đếm này, 1, 2, 3, 4. Còn hình thoi nào nữa không?
Chúng ta tìm được 4 hình thoi. Câu B, có bao nhiêu hình bình hành? Chúng ta cùng đếm. 1, 2 và 3. 3 hình bình hành. Rồi, các em nhớ nha, có em nhầm tưởng cái hình này là hình bình hành. Nhưng thực chất ra cạnh này và cạnh này nó có song song với nhau không? À, nó hơi chéo một chút, không song song với nhau. Như vậy có 3 hình bình hành thôi. Bài tập số 4. Robot có một tấm kính dạng hình chữ nhật với chiều dài 18 dm và chiều rộng 15 dm. Tấm kính hình chữ nhật có chiều dài 18 dm, chiều rộng 15 dm. Robot muốn cắt tấm kính thành 5 tấm kính nhỏ có diện tích bằng nhau. Câu E, hỏi mỗi tấm kính nhỏ có diện tích là bao nhiêu decimét vuông? À, muốn biết mỗi tấm kính nhỏ có diện tích là bao nhiêu decimét vuông thì chúng ta lấy diện tích của tấm kính ban đầu, chúng ta chia cho 5 thôi, đúng không? Vậy đầu tiên là các em phải tính diện tích của tấm kính hình chữ nhật ban đầu bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo 18 nhân 15, các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 270 không? À, các em nhớ đơn vị đo phải là decimét vuông. Đến đây thì các em dễ dàng tính được diện tích của mỗi tấm kính nhỏ bằng cách lấy diện tích của tấm kính hình chữ nhật ban đầu là 270, các em chia cho 5. Chia thành 5 tấm kính nhỏ thì các em chia cho 5 thôi. 270 chia 5 ta tính được kết quả bằng 54 decimét vuông. Rồi, các em nhớ đáp số. Tiếp theo là các em sang câu B. Vẽ cách chia tấm kính của robot thành 5 tấm kính hình chữ nhật. Mỗi tấm kính có chiều dài là 9 decimét, chiều rộng là 6 decimét. Mỗi tấm kính có chiều dài là 9 decimét, chiều rộng là 6 decimét. Ở đây ta có cạnh này là 15 decimét. Muốn có 6 decimét thì các em chia ra, đúng không? Đoạn này là 6 decimét. Đoạn còn lại là 9 decimét. 6 cộng 9 bằng 15. Được chưa? Rồi, chiều rộng là 6 decimét. Muốn có chiều dài là 9 decimét thì các em lấy 18 decimét, các em chia làm hai phần bằng nhau. Thì mỗi phần là 9 decimét. Thì mỗi phần là 9 decimét. Như vậy ta chia được hai tấm kính, mỗi tấm kính có chiều dài là 9 decimét và chiều rộng là 6 decimét rồi. Còn thiếu 3 tấm kính như vậy nữa. Đoạn này dài 15 decimét mà chúng ta cắt ra một đoạn 6 decimét rồi thì đoạn còn lại là 9 decimét. Ta có chiều dài là 9 decimét rồi. Muốn có chiều rộng là 6 decimét thì 18 decimét này các em chia thành 3 phần bằng nhau. Mỗi phần là 6 decimét. Như vậy chúng ta chia được tấm kính hình chữ nhật ban đầu thành 5 tấm kính hình chữ nhật. Mỗi tấm kính có chiều dài là 9 decimét và chiều rộng là 6 decimét. 9 decimét, rộng là 6 decimét. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.